Thiện Thông xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, 5 phút quán vô thường mỗi ngày sẽ khiến cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn. Ba cõi phù du mây thu bay. Sinh tử khác nào vũ điệu say. Chúng sinh mạng mỏng như chớp lóe, Trôi nhanh như thác đổ non gành. Bài kệ trên trích từ kinh phổ diệu có nghĩa là tam giới vô thường và không bền vững. Cuộc sống trôi nhanh về phía cái chết, như điệu nhảy của vũ công, tia chớp trên bầu trời hay dòng thác đổ, chúng liên tục chuyển động và biến đổi không ngừng dù chỉ trong giây lát. Hơn nữa, cảnh giới và giây phút cái chết đến chúng ta không thể biết trước được. Kinh S.U.H.L.L.E.K.H.A viết, đời người với bao khổ não vô thường hơn cả bong bóng nước trước gió. Vì vậy, phi thường thay nếu được thở ra hít vào và được thức tỉnh sau cơn mê dài. Vì thế, hãy suy ngẫm về cơ may hành giả đang có để thực hành giáo pháp. Hãy nhiệt tâm tinh tiến tu hành không sao nhãng. Bản chất của cuộc sống của cõi luân hồi là vô thường. Chúng ta thường không ý thức được về điều này bởi luôn mải mê với vô số ham muốn, tham vọng, hạnh phúc và khổ đau để chúng cuốn trôi chúng ta qua hết tháng ngày như những dòng thác lũ. Hãy tạm dừng một chút trên hành trình vội vã của mình để lắng tâm tư duy và quán niệm rằng trên đời này chẳng có gì không thay đổi, chẳng có gì vĩnh viễn thường hằng và hãy ý thức được kiếp người mong manh ngắn ngủi để chúng ta biết trân trọng hơn và sử dụng cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Để khởi đầu, bạn hãy xin nguyện giờ thiền này tạo ra sự an lạc lớn hơn cho khắp thầy chúng sinh hãy cầu nguyện giờ thiên này sẽ là nhân cho bản thân đạt được giác ngộ để có thể lợi ích cho hết thầy chúng sinh để bản thân cùng hết thầy hữu tình thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ sau đó hãy hướng tâm bạn vào thân thể hãy nghĩ đến các bộ phận như hai tay hai chân đầu da máu xương dây thần kinh và các cơ hãy lần lượt kiểm chứng từng bộ phận cùng cảm giác đi kèm hãy thiền định về bản chất của các bộ phận này trên cơ thể chúng làm bằng chất liệu gì và hình dáng kích thước như thế nào hãy nhạy cảm nhận rõ nét sự vận hành của thân thể cũng như chuyển động đang xảy ra vào từng thời điểm sự thay đổi đều đặn trong hơi thở nhịp đập trái tim lưu thông máu trong người và năng lượng của các mạch thần kinh hãy hiểu rõ về thân thể bạn thậm chí ở mức độ vi tế hơn là kết cấu của tế bào trong thân thể thân thể hoàn toàn được tạo thành từ những tế bào sống xuất hiện dịch chuyển tái tạo chết đi và tan rã ở cấp độ vi tế hơn nữa tất cả bộ phận của bạn được tạo thành từ những phân tử nguyên tử và phần tử nhỏ bé hơn nguyên tử những yếu tố cấu thành này liên tục chuyển động và thay đổi hãy cố gắng có được một cảm giác thực sự về sự thay đổi đang diễn ra mọi khoảnh khắc trong thân thể bạn sau khi suy ngẫm về sự vô thường của thế giới bên trong bao gồm thân và tâm bạn hãy mở rộng sự chú ý ra thế giới bên ngoài hãy nghĩ về môi trường những thứ gần với bạn như chiếc đệm tấm thảm hay chiếc gương bạn đang ngồi sàn nhà tường nhà các cửa sổ và trần của căn phòng nơi bạn đang ngồi thiền các đồ đạc và những thứ khác ở trong phòng hãy xem xét từng thứ trong số đó trông có vẻ tĩnh tại rắn chắc nhưng thực tế lại là vật chất được tạo thành từ vô số những phân tử vô cùng nhỏ bé đang dịch chuyển chuyển động hãy an trụ trong trải nghiệm đó một lúc sau đó hãy hướng sự chú ý ra xa hơn một chút vượt ra khỏi bức tường trong căn phòng bạn hãy nghĩ đến những người khác thân và tâm họ cũng liên tục biến đổi không tồn tại bất biến trong bất cứ khoảnh khắc nào. Điều này cũng đúng cho khắp thầy chúng sinh khác như các loài động vật, chim chóc và côn trùng. Hãy nghĩ đến tất cả những đối tượng bất động trên thế giới và trong vũ trụ như ngôi nhà, tòa nhà cao tầng, đường xá, xe cộ, núi non đại dương và sông ngòi, trái đất, mặt trời, mặt trăng và các vì sao tất cả đều được tạo nên từ nguyên tử và phần tử nhỏ bé và liên tục thay đổi trong từng khoảnh khắc không có thứ gì tồn tại vĩnh viễn thường hằng mà không có sự thay đổi hãy tập trung vào trải nghiệm này trong quá trình thiền định về vô thường bạn cần có cảm nhận rõ ràng mạnh mẽ về bản chất luôn thay đổi của vạn vật hãy duy trì sự chú ý tập trung của bạn vào cảm giác đó trong thời gian càng lâu càng tốt mà không để cho tâm trí bạn bị sao động. Nói một cách khác, hãy ổn định việc thiền định. Hãy để tâm trí bạn tràn ngập trải nghiệm đó. Khi cảm giác mạnh mẽ rõ ràng về bản chất luôn thay đổi của vạn vật đã giảm đi hay sự chú ý của bạn bắt đầu trở lên sao nhãng, một lần nữa hãy phân tích về vô thường của thân, tâm và cảnh bạn hãy kết thúc giờ thiền định với suy nghĩ rằng việc bám chấp vào sự thường còn của vạn pháp là một chuyện không thực tế và là sự tự lừa dối bản thân bất cứ thứ gì đẹp đẽ làm chúng ta hài lòng đều sẽ thay đổi và cuối cùng biến mất vì vậy chúng ta không thể kỳ vọng bất cứ thứ gì hay điều gì sẽ đem lại hạnh phúc vĩnh viễn ngoài ra bất cứ thứ gì không đẹp hay khiến chúng ta không hài lòng đều cũng không tồn tại mãi mãi mọi thứ sẽ thay đổi có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn cho nên chúng ta không cần buồn rầu hay chối bỏ điều gì cả nói một cách chung nhất vô thường là tính chất căn bản của vạn pháp thế gian bao quát toàn bộ thân tâm cảnh sự thay đổi này luôn tiếp diễn không ngừng và dẫn chúng ta đến cái đích cuối cùng của cuộc sống hiện tại đó là cái chết một hiện tướng rõ rệt nhất lớn lao nhất và khốc liệt nhất của vô thường đây cũng là một đề mục lớn trong đề tài quán niệm về vô thường mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần thực hành kế tiếp đức phật có nói rằng trong tất cả các dấu chân thì dấu chân voi là lớn nhất trong tất cả các phép quán thì quán vô thường là lớn nhất vì vậy chúng ta nên trân trọng hơn những giây phút khoảnh khắc ta đang sống trong cuộc đời này để chúng ta sử dụng cuộc đời này một cách có ý nghĩa hơn các bậc thầy giác ngộ nhắc nhở chúng ta rằng nếu buổi sáng con không quán vô thường thì con sẽ để buổi sáng trôi qua vô ích nếu buổi trưa con không quán vô thường thì buổi chiều con sẽ để trôi qua vô ích nếu buổi tối con không quán vô thường thì con sẽ để cả đêm trôi qua vô ích. Nhờ có pháp quán vô thường mà ban có thêm năng lượng để ta trưởng dưỡng niềm tin sâu hơn với sự thực hành Phật pháp. Quán tưởng vô thường là một trong những nội dung tu tập quan trọng của giáo pháp Thế Tôn. Với người bình thường, chỉ cần bình tâm quan sát chính thân tâm của mình và cuộc sống xung quanh cũng dễ dàng nhận ra sự vận động, chuyển dịch không thường hằng của vạn sự vạn vật. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận rõ vô thường, nhất là những lúc tâm bị tham sân chấp ngã chướng ngại. Do đó, quán tưởng vô thường cần phải thực hành liên tục, thâm sâu để vô thường luôn hiển hiện. Nhờ tuệ giác vô thường được duy trì, được quảng bá nên hành giả đoạn tận kiết sử, vượt thoát khổ đau, thành tựu giải thoát một thời phật ở nước xá vệ rừng kỳ đà vườn cấp cô độc bấy giờ thế tôn bảo các tỳ kheo nên tu tưởng vô thường nên quảng bá tưởng vô thường đã tu tưởng vô thường quảng bá tưởng vô thường thì đoạn ái dục giới ái sắc giới ái vô sắc giới đoạn hết vô minh đoạn hết kiêu mạn ví như đốt cháy cây cỏ dẹp trừ sạch hết đây cũng vậy nếu tu tưởng vô thường thì đoạn trừ hết tất cả kiết sử. Vì sao thế? Ngày xưa rất lâu xa, có một thiên tử đem 500 ngọc nữ, theo nhau kẻ trước người sau, đến dạo chơi trong vườn nan đàn bà na, chơi đùa dần đến dưới cây cani, tự vui ngũ dục. Rồi thiên tử kia leo lên cây chơi, hái hòa, tâm ý rối loạn, rơi xuống cây mà chết ông sanh trong nhà trưởng giả lớn trong thành xá vệ này bấy giờ năm trăm ngọc nữ đấm ngực kêu gào không ngớt ta dùng thiên nhãn trông thấy thiên tử chết sanh trong nhà đại trưởng giả trong thành xá vệ qua tám chín tháng sanh một bé trai đoan tránh vô song như màu hoa đào con trưởng giả dần dần khôn lớn cha mẹ liền tìm vợ cho anh ta cưới vợ chưa bao lâu anh lại chết xanh trong biển lớn làm thân rồng bấy giờ trong nhà trưởng lão kia cả nhà đều kêu khóc đau đớn rất thương tâm rồng ấy lại bị chim cánh vàng ăn thịt chết xanh trong địa ngục bấy giờ các long nữ lại thiết tha thương nhớ vô tả bấy giờ thế tôn liền nói kệ trời kia lúc hái hoa tâm lý loạn không an như nước trôi thôn xóm tất chìm không cứu được bấy giờ chú ngọc nữ vây quanh mà khóc lóc mặt mày rất đoan tránh yêu hoa mà mạng chung loài người cũng than khóc mất khúc ruột của ta vừa bụng lại mạng chung bị vô thường tan hoại long nữ theo sau tìm các rồng đều tụ tập bảy đầu thật dũng mãnh bị chim cánh vàng hại chư thiên cũng lo buồn loài người cũng như thế long nữ cũng sầu lo địa ngục chịu đau khổ Diệu pháp tứ đế này như thật mà chẳng biết có sanh thì có chết chẳng thoát biển sông dài. Thế nên hãy khởi tưởng tu các pháp thanh tịnh tất sẽ lìa khổ não lại chẳng bị tái sanh. Thế nên, các tỳ kheo hãy nên tu hành tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường, sẽ đoạn dục ái, sắc ái, vô sắc ái, cũng đoạn kiêu mạn, dứt hẳn vô minh không sót. Như thế, các tỳ kheo hãy học điều này. Bấy giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. Kinh Tăng Nhất A Hàm, Tập 2, Phẩm 31, Tăng Thượng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Ấn Hành, năm 1998, trang chấm 189 Vô thường sinh diệt xảy ra tương tục, không gián đoạn, không dừng nghỉ nơi thân, tâm và thế giới nhờ quán tưởng vô thường, sinh diệt của vạn pháp mà hành giả trực nhận sâu sắc về khổ đúc kha, khổ đau, không như ý, bất toàn và từng bước thành tựu tuệ giác vô ngã. Đối với tất cả pháp mà thấy vô thường rõ ràng và thường trực thì tuệ giác phát sinh, hành giả sẽ dễ dàng thành tựu sự nhàm chán, ly tham, buông xả, đoạn ái, dứt mạn, trừ vô minh, chứng đạt niết bàn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.